Rồi mọi người, lẹ lên. Đậu lên. Rồi, băng qua kia nha. Dạ. Rồi, băng qua kia luôn. Ngược rồi. À. Từ từ thôi. Rồi cái này băng đây. Hôm nay bà đẹp đó. Đẹp rồi đó. Cha. Nhìn đẹp. Rồi. Đẹp không cha? Được rồi. Dạ. Nè, coi má con nay đẹp hơn. À, má phải để cái này xuống một chút. Còn mấy đứa chuẩn bị xong chưa bay? Đẹp rồi. Dạ rồi. Ờ. Con à, bữa nay là ngày vui của bay. Có chuyện gì buồn phiền thì con cứ giấu ở trong lòng. Từ đây con hãy quên chuyện cũ đi con. Dạ. Con phải chuẩn bị để ra mắt, để tiếp đón đàn trai cho nó đường hoàng. Nghe con. Dạ, con biết rồi cha. Đừng khóc nữa con. Từ ra về sau, con hãy quên chuyện cũ mà giữ trọn lòng yêu thương chồng thôi. Con hiểu không? Nghe con. Bây giờ con đã là dâu của người ta rồi. Con nhớ phải lễ phép nết na. Và con phải làm sao để người ta không có khinh nhà mình. Nghe chưa? Dạ con nhớ rồi. Ừ. Cha ở lại giữ gìn sức khỏe. Đừng có khôn bằng việc nhiều quá nha cha. Cha biết rồi. Cha sẽ giữ gìn sức khỏe. Con an tâm nghe. Dạ. Từng đêm nước mắt rơi âm thầm, nhìn phương trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông. Nóng nực quá đi à. Nhà gì đâu mà thiếu trước hụt sau, trống quơ trống quát à. Không có được một cái chỗ ngồi cho đàng hoàng nữa. Nhìn vậy là biết dân cùng hèn lắm luôn đó. Trời ơi, bực mình quá đi. Nhanh nhanh đi rồi đi về. Đứng đây hoài chắc chết luôn á. Cô Tư, đừng có nói vậy. Ra đâu kìa. Đi ông ơi. Cẩn thận nha. Dạ anh Tư, bây giờ mình đã thành thông gia với nhau rồi. Bé Thảo cũng là con của tôi, anh yên tâm nha. Dạ. Chào anh tôi về. Dạ dạ. Đi đi con. Dạ. Bà có hay chuyện gì không? Chuyện gì? Trời ơi, bữa nay á, con Thảo con Tư á. Sao bà? Sao là đám cưới với cậu Tư con hội đồng á. Vậy hả? Thiệt là sung sướng quá chị ha. Vậy cũng mừng cho nó. Nó có phước thiệt chị ha. Rồi từng đêm nước mắt rơi âm thầm, nhìn vầng trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ, đời đục trong ai biết đâu mà ngờ. Thức trắng canh thâu, giọt nước mắt đẫm mưa ngầu, đời lục bình trôi theo con nước xuôi. Người đã cất bước sang sông, còn đâu mà ngóng mà trông. Chuyện ngày xưa chôn chặt vào lòng. À. Thương canh thâu, giọt nước ngon ha. Anh ăn thêm không? Thôi. Nè. Vừa nghe mới. Thôi chứ anh no rồi. Em ăn đi. Không ăn, em ăn hết đó nha. Không ăn thì đừng có hối hận nha. Ừ. Cho anh miếng. Con nước ngược xuôi, nhanh sóng xưa giờ xe đôi. Nhìn con nước ngược xuôi, xót xa thân lục bình cuốn trôi. Cô ta đã từng hứa hôn với người đàn ông khác thì chắc gì còn trong trắng nữa. Ra đây, ra đây. Tao giết mày.
Đồ khốn nạn, có loại cùn đinh mặt hẳn như mày. Hai cha con mày hay lắm, dám lường gạt tao. Để tao rước một con đàn bà mất nết như mày về làm dâu trong căn nhà này. Mày nói đi, mày nói đi. Mày, tao sẽ kêu cha tao tới đây. Mày phải nói cho cha tao biết. Đi, mau lên, tao giết mày bây giờ. Còn kiếm đàn. Đi. Nè 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 đi. Nè. Đi với nè. Tao. Làm cái gì mà bắn đêm ban hôm tụi bay trộn rộn dữ vậy hả? Nè, có chuyện con, gì, vậy? Gì vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì cha hỏi nó đi. Mày đánh nó cái gì sùm dữ vậy? Có chuyện gì thì từ từ phân giải. Đàn ông con trai cái gì mà động tay động chân như vậy với phụ nữ? Cha ơi, bây giờ cha muốn biết tại sao con động tay động chân với nó chứ gì? Thì cha hỏi nó đi. Cha hỏi nó đi rồi cha biết. Con nhột quá mà. Thảo, có chuyện gì vậy? Bây nói rõ ra nghe coi. Thảo, con à, con cứ nói đi. Có cái gì rồi thì cha sẽ phân xử cho. Có chuyện gì? Dạ, nói đi, dạ. Nói đi. Thưa má. Nói đi. Cha thấy chưa? Loại điếm đàn hư thân mất nết như nó, làm sao dám thú thiệt cái sự hư thân mất nết của mình được chứ? Sao rồi? Hả Tài? Nói đi. Cha ơi, má ơi, nó đã thất thân với người khác trước khi về làm dâu của nhà mình rồi. Hả? Hả? Bay nói cái gì? Trời ơi, cô dám mừng chuyện tày trời như vậy sao chứ? Mày đúng là cái lời đàn bà hư mà. Tao á sẽ đem bay trả về cho cha của bay, còn bắt cha bay á bồi hoàn danh dự cho gia đình này nữa. Cái đồ đàn bà hư nè, ư nè, mất nết nè, mất nết nè. Căng má mày lại coi. Nè, tao thấy bay là con nhà đàng hoàng, có giáo dục. Cha nghĩ là bay biết hiếu thảo. Tại sao lại như vậy hả? Bay có biết là cưới một người đàn bà đã thân tiếng với một người khác là nỗi nhục nhã của gia đình lắm, có biết không hả? Mày ơi, mày cái đồ ơi, mất hết nè. Chẳng má mày lại thân này. Để má mệt bây giờ tao làm hôn nhục gia đình của tao nè. Cái đồ ơi, mất hết nè. Má, mau tống cổ nó về nhà cha nó đi. Cái loại này không xứng đáng ở nhà này đâu. Ơi má, tống cổ nó về làm gì chứ? Phải bắt nó ở đây mà người ở để trả nợ cho cái nhà này. Nếu đã như vậy thì cứ để nó ở lại đây. Mọi người hãy giữ kín chuyện này, nhất là đối với những người ăn kẻ ở trong nhà này. Đừng để ai biết mà bàn ra tán vô. Như vậy thì sẽ không còn gì danh dự của gia đình này hết. Trời ơi là trời. Trong dạ mà không thấy vui á thì dù cho có uống loại trà thượng hạng kiểu gì á cũng không thấy ngon đâu. Mà ông coi để con Thảo ở đây có tiện không? Chứ tôi thấy á là cây kim có bọc kín lâu ngày cũng lòi ra hà. Cha, cái bà đó, bà mà còn ở trong nhà mình thêm ngày nào á thì cả nhà mình càng thêm nhơ nhuốc đó cha. Hay là cha lựa đại cái lý do nào đó hiệp tình hiệp lý, đặng mình danh chánh ngôn thuận trả bay về với gia đình được không cha? Cha bay từ thuở đầu đã ưng bụng cái đứa con dâu này quá rồi, cho nên mới để cha con nó lừa gạt như vậy đó. Má con mình đã hiệp sức ngăn cản rồi mà cha bay đâu có nghe. Ổng cứ chấp kiến, cho nên là bây giờ á mới có cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy nè. Cha à, lần trước á má con đã nghi ngờ cái thâm ý ẩn sau vụ cưới sinh này quả là không sai mà cha. Lòng dạ con người bây giờ hả, thâm sâu lắm. Chỉ là một con vịt trời mà muốn hóa thành phượng hoàng bay lên trên cành cây á là hai cha con họ cố tình mà giấu đi cái chuyện thất đức tày trời này mà. Tất cả cũng tại cha con cái nhà bần nông đó mà ra hết á. Tôi không để yên cái chuyện này đâu. Thôi, bây giờ mình cứ làm theo ý của thằng Tài đi. Để cho nó ở một thời gian nữa, nếu mà nó biết tự trọng, nó sửa đổi, nó biết ăn ở trong cái nhà này cho hiệp ý,
thì mình sẽ cưu mang nó một thời gian. Còn nếu mà nó đúng là một con người trắc nết thì lúc đó mình đuổi nó đi cũng đâu có muộn. Ông á, thiệt lạ. Cái nhà này á, có phải là am chùa đình miếu gì đâu mà chứa chấp từ thiện mấy cái loại người như vậy hả? Thôi mà, tôi biết tôi làm như vậy là bà không có ưng cái bụng. Nhưng mà ở đời phàm là người thì ai không có một lần mắc sai lầm. Nếu mà người ta biết sửa lỗi thì mình cũng phải tha thứ cho họ. Chứ còn mà mình cứ nhẫn tâm xua đuổi họ, không khác nào mình đẩy họ vô bước đường cùng. Thôi, khuya rồi, má con bà về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi cái phiền não đó, nghe không? Đó, con coi cha con đó, chuyện tới như vậy á mà ổng còn nhượng bộ rồi bỏ qua cho nó. Không chừng á ổng bị cha con nó bỏ bùa rồi đó. Má yên tâm đi, con nhất định là không để cái hạng đàn bà nhơ nhuốc đó ở trong cái nhà này lâu đâu. Cậu và con gái nhà tôi á, quả thực có duyên mà không nợ rồi. Bây giờ con chỉ biết chúc phúc cho Thảo sống thật là hạnh phúc bên chồng thôi. Cũng may là con Thảo nhà tôi á, được ông hội đồng thương ưng ý kén cho con mình, cho nên cuộc sống của nó tôi cũng an tâm ít nhiều. Thôi, dầu gì cũng đã dở dang rồi, tôi mong là sau này á, cậu sẽ kiếm được người hiệp ý. Dạ, dù sao con cũng cảm ơn bác. Dạ thôi, cũng trễ rồi, con xin phép bác con ra về. Cậu về mạnh giỏi. Dạ, con chào bác. Dạ, chào cậu. Bây giờ hồi nào mà không báo trước để cho cha chuẩn bị cơm nước cho bay. Vô nhà. Cơm nước cái gì ông ơi? Hơn nữa nhà ông nghèo quá, đồ ăn chắc cũng rẻ tiền, tôi ăn không có được. Ghé qua đây gửi cái thơ của con gái của ông á, gửi cho ông đó. Ủa sao bay về đây mà không dẫn vợ bay về để cho cha nhìn cho nó đỡ nhớ? Đã làm dâu nhà hội đồng mà, mới về làm dâu thì nhiều cái để học hỏi lắm. Hơn nữa nhà tôi giàu có, có cả trăm cả ngàn cái để cho nó học hỏi. Mà nè, nhớ con gái hả? Nếu mà nhớ như vậy đấy, gả bán nó làm chi, để tôi phải cưới nhầm một con vợ thất tiết như vậy. Cái gì? Dạ con thưa má. Trời đất ơi, lại là mấy cái món này nữa hả? Chà, mấy cái đứa người ở trong nhà này hả, đúng là không có biết nấu nướng gì hết á. Ngày nào cũng có bao nhiêu đó món thôi. Ừ, món thịt kho này mỡ quá trời quá đất sao ăn. Còn mấy món kia ăn đi ăn lại hoài, ngán muốn chết hả? Má à,
Sẵn đây có mợ Tư mới nè, hay là mình kêu mợ Tư mới xuống nấu coi có món gì ngon không ha. Thôi, cô đi xuống bếp đi, nấu mấy món khác cho mẹ con tôi ăn coi. Dạ thưa má, má muốn ăn món gì để con mừng? Nấu cho tôi tô cháo, mà bỏ trứng vô nghe không? Trứng không được sống cũng không được chín nghe không? Dạ. Chị hai với cô Út muốn ăn gì để tôi mừng cho? Chị nấu giùm cho tôi tô phở gà, nhưng mà phải ít béo nha, ít dầu mỡ nha. Nấu lẹ lẹ lên đi, má con tôi đói lắm rồi đó. Còn tôi thì thím mừng cho tôi mấy trứng ốp la nha. Lẹ 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 lẹ, qua đây nó nghe nè. Qua đây. Khoan, trời ơi. Chú Bảy, chú Bảy. Qua gì đây vậy? Dữ vậy? Con có chuyện này muốn nói nè. Chú Bảy, qua đây ngồi mừng đi chú gì Bảy. Ghê à? Qua đây, qua đây. Chuyện gì? Nè, ngồi xuống. Con mới biết được một chuyện động trời của mợ Tư đó. Trời. Ủa, mà chú có muốn nghe không? Nè nè, mợ Tư mới rước về ngày hôm qua thôi. Mày dở cái thói tập mạch, nhiều chuyện hả con? Nè, con không có nhiều chuyện à ngang. Chiều hôm qua, con ăn không có tiêu, nên con đi khắp nhà, đặng con ra mồ hôi cho dễ ngủ á. Trời ơi, vậy mà con nghe được một chuyện thiệt khải hùng luôn á. Trời ơi, Đẹt à? Vậy? Có chuyện gì á thì Đẹt cứ nói quạch Đẹt ra cho rồi. Đẹt cứ vòng vo, vòng vòng vậy hoài á. Ai mà chịu cho được? Đang tò mò nhiều chuyện mà không chịu nói ra. Con cũng thấy cậu Tư hành hạ mà Tư dữ lắm á. Con thấy mà con tức luôn á. Chửi. Đã vậy á, còn nắm tóc mà giật 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 vậy nè, trước mặt ông bà hội đồng luôn á. Mày nói nhỏ nhỏ cái miệng thôi, muốn chết hả? Chứ con đang nói hai người bỏ đi chi. Còn nữa nha, mới nãy con gọi mợ xuống cho ông bà dạy biểu á, con thấy mặt mợ sưng hết trơn à. Con dám chắc với hai người á là từ rày mợ sẽ không được yên ổn ở đây đâu. Hồi sớm này á, con ngó bộ bà hội đồng á với mợ hai với cô Út còn giận dữ lắm. Chuyện riêng của ông bà hội đồng á, tụi bay thân là người ăn kẻ ở, biết á, thì để trong bụng, đừng có lấy ra bàn tán. Rủi mà tới tay ông bà hội đồng á, thì tụi bay chết trước chứ không phải mợ Tư đâu, biết chưa? Thôi, tôi thấy á, chú Bảy nói đúng đó. Mình thân cô thế cô á, nên cho dù có biết chuyện gì á, cũng cất sâu trong dạ nè. Có chết thì mang theo xuống mồ luôn, chứ mà bếp xếp á, là bà hội đồng cho mình như xương luôn á. Chào mọi người. Chào, chào mợ. Chào mợ. Mừng việc, mừng việc. Dạ. Sao mặt mày thương tích dữ vậy ta? Thím, thím biết mừng ốp la không vậy? Đã là ốp la thì phải nửa sống nửa chín. Thím nhìn đi, cái này chẳng khác nào là trứng chiên hả? Được rồi, để tôi mừng lại. Đã mừng á thì phải mừng cho đàng hoàng. Cái nhà này không chấp nhận cái thứ đá cá lăn dương nghe chưa? Trời ơi, cái gì mà bánh phở không à? Không có một miếng thịt nữa, ăn hết thịt của tôi hay gì á? Nấu kiểu vậy hả? Chó heo nó còn chê nữa, ở đó mà nấu cho tôi ăn. Chị sao vậy? Tính làm bể tôi để dằn mặt đó hả? Má, người ta dằn mặt má con mình kìa. Thím mận vậy là không phải rồi. Trước mặt má mà thím tỏ thái độ đó, người ngoài người ta nhìn vô, người ta nói thím là đồ hỗn láo, là nhà không có giáo dục đàng hoàng đó. Nè, cái con kia, ở nhà này không được thì cuốn gói về nhà cha mày ở đi. Ở đây không có chứa cái thứ như mày. Chỉ là bể một cái tô thôi mà, cớ chi mà mọi người lại nặng nhẹ với thím ấy như vậy? Mình mừng vậy là mình sai rồi đó. Mình nói vậy chẳng khác nào mình nói là má hà khắc với thím ấy hả? Nói vậy mà không sợ má buồn hả? Chị nói phải rồi đó. Tôi thấy sao thì nói như vậy thôi. Dù gì thím ấy cũng là thành viên mới trong gia đình này, đáng lý
má và hai người nên chỉ dẫn cho thím ấy biết. Đằng này lại cùng hùa nhau trách cứ thím ấy. Ngày thường á, bay không có tham gia cái chuyện gì của cái nhà này hết á. Hà cớ gì bữa nay á, bay vì cái con này mà bay nói ra những lời như vậy hả? Mình làm vậy là sai rồi đó, xin lỗi má đi. Dạ thôi má, chị hai với lại cô Út nữa. Từ đó đến giờ á, là anh hai hiền lành, không thích thấy cảnh gia đình mình xào xáo như vậy, cho nên anh mới không vui. Má với mọi người cũng đừng trách anh hai nữa. Phải chi á, mày đỡ đần được công chuyện mà ngăn cho cha mày thì hay biết mấy. Đằng này, cái đồ khôn nhà dạy vợ. Dạ má, thôi cô xin phép cô vào trong. Con không ăn cơm hả? Dạ thôi mọi người ăn trước đi. Chị hai à, em nghĩ là chị nên phải quản lại anh hai đi. Tôi cũng khuyên ảnh hết lời rồi, mà tại vì cái tánh của ảnh nó hiền quá, nhiều khi tôi cũng bất lực. Má cũng thiệt tốt số nha, sinh ra có hai người con trai à. Anh hai á thì hiền tới mức mà nhu nhược luôn, còn anh Tư thì ăn chơi trác tán, phá của. Tao đúng là vô phước mà.